Bão số 5 tăng cường độ giật cấp 13, tiếp tục hướng vào các tỉnh miền Trung, tuy nhiên khi vào gần bờ sẽ suy yếu. Thành phố Hồ Chí Minh, số ca F0 tuần qua có xu hướng giảm dần, bệnh nhân COVID-19 nặng chuyển tuyến trên cũng giảm. Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cấp thẻ xanh COVID-19 cho người đã tiêm vaccine, F0 khỏi bệnh được lưu thông, sản xuất, lao động bình thường. Người dân phấn khởi khi một số dịch vụ, hàng quán và hoạt động được phép mở cửa trở lại ở vùng xanh của Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những điểm tin chính cho bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay, mùng 10 tháng 9 năm 2021. Đồng hành cùng quý vị và các bạn, tôi Thanh Mai. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 với tốc độ di chuyển liên tục, khả năng hướng vào vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, từ 90 tới 115 km/h, giật cấp 13. Theo đó, vào 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai, điều kiện khí quyển, đại dương tương tác với bão Chan Thu bên ngoài đều thuận lợi cho bão mạnh lên 1-2 cấp. Tuy nhiên, do tương tác với bão Chan Thu, nên khi đi qua quần đảo Hoàng Sa, bão chậm lại, giảm 1-2 cấp. Côn Sơn là cơn bão thứ 5 ở Biển Đông trong năm nay, từ nay tới hết năm 2021. Biển Đông còn có khả năng xuất hiện từ 6 cho tới 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó từ 2 tới 4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 sau ngày 15 tháng 9, Sở Y tế cho biết 8 ngày đầu tháng 9, thành phố ghi nhận trung bình mỗi ngày 237 ca F0 tử vong, giảm 38 ca so với trung bình 8 ngày trước đó. Theo đó, trước khi bước vào đợt siết chặt giãn cách, ngày 22 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 340 F0 tử vong. Một tuần sau, 245 trường hợp được ghi nhận, giảm 95 ca mỗi ngày. Ngày 30 và 31 tháng 8, số ca tử vong tăng lên 335 và 303, sau đó giảm nhiều trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số ca tử vong là 11.409. Các ca tử vong chủ yếu tập trung ở độ tuổi trên 50, đa số có bệnh nền chiếm 87%, trong khi số ca mắc trên 50 tuổi chỉ chiếm 1/3 tổng số người bệnh. Tỷ lệ tử vong cộng dồn đến nay là 4,16%. Số bệnh nhân COVID-19 tử vong chủ yếu tập trung ở các bệnh viện chuyên tiếp nhận F0 trung bình và nặng, nguy kịch, nhiều bệnh lý nền, thuộc tầng 2 và tầng 3 trong mô hình điều trị 3 tầng Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai. Thời gian qua, số bệnh nhân nặng từ tầng dưới chuyển lên tuyến cuối giảm, tỷ lệ bệnh nhân hồi phục tăng cao, kéo theo số tử vong thấp hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lên phương án sau ngày 15 tháng 9 mở cửa trường học tại địa phương được xác định an toàn trong phòng chống COVID-19 và việc học trực tiếp này theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh và học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất việc mở ưu tiên lớp nhỏ, mầm non, lớp 1, 2 và lớp cuối cấp lớp 9, lớp 12, tiếp đó là các lớp 5, 6, 10 và các lớp còn lại. Lớp sẽ được chia nhỏ, chỉ học một số buổi, ưu tiên khối ngoài công lập do không vướng tham gia phòng chống dịch. Cơ sở ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài nhà trường được mở cửa khi địa bàn lân cận an toàn. Về việc mở cửa trở lại, các trường phải đảm bảo điều kiện được đánh giá theo bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch. Giáo viên tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần. Việc dạy trực tiếp cho học sinh trên tinh thần tự nguyện, dạy trực tuyến qua truyền hình vẫn còn duy trì cho những em học sinh không thể đến trường. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15 tháng 9 năm 2021. Và lúc này thì tốc độ tiêm vaccine đang tiếp tục được đẩy nhanh nhưng vẫn phải đảm bảo việc an toàn. Vậy tại các bệnh viện tuyến trung ương, nơi đang hàng ngày tiêm cho hàng nghìn người mỗi ngày đã và đang làm gì để việc tiêm chủng của người dân diễn ra một cách nhanh chóng và an toàn? Ghi nhận của phóng viên VTC14.
Bệnh viện E, một trong những bệnh viện tại Hà Nội triển khai tiêm vaccine nhiều nhất cho người dân. Trung bình số lượng người tiêm một ngày tại đây lên tới 3.000 đến 3.500 người. Với số lượng người tiêm rất lớn như vậy, bệnh viện đã phải huy động gần như toàn bộ các phòng ban để khám sàng lọc và phân luồng. Một vài thời điểm tại đây cũng xảy ra tình trạng đông đúc, ùn ứ. Tuy nhiên sau đó đã được giải quyết một cách nhanh chóng. Thì về tâm lý của người đi tiêm là người ta cũng muốn đi sớm, cũng muốn để làm sao mình được tiêm sớm, thì có một số người là người ta đến không đúng giờ. Chính vì vậy mà cũng có những lúc mà trong bệnh viện dừng xảy ra những tình trạng ùn ứ. Nhưng tuy nhiên thì cũng rất là nhanh chóng, bệnh viện cũng huy động toàn bộ nguồn lực đứng ra phân luồng, đảm bảo giãn cách. Cũng rất là may mắn là trong khuôn viên của viện E thì khuôn viên rất là rộng. Có những khi thời điểm mà người ta đến đông, thông thường nó rơi khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ sáng, buổi chiều là khoảng từ 1 rưỡi đến khoảng 2 rưỡi, thì chúng tôi huy động nhân lực trong bệnh viện ra đứng ra điều phối, đứng ra phân luồng. Cụ thể, một người trước khi tới viện tiêm sẽ được gửi tin nhắn, ghi rõ lịch hẹn, thời gian, địa chỉ tiêm phòng. Khi tới bệnh viện, nhân viên bảo vệ ngay ngoài cửa sẽ thực hiện kiểm tra, nếu đúng thời gian sẽ cho vào. Người tiêm thực hiện lối đi một chiều, thực hiện khai báo y tế trung thực. Nếu có yếu tố dịch tễ hay các biểu hiện ho sốt sẽ được phân vào khu riêng. Còn những người có nguy cơ cao như bệnh nền, dị ứng sẽ được khám sàng lọc riêng. Đặc biệt tất cả các quy trình người tiêm đều phải thực hiện đầy đủ 5K, nếu không sẽ bị nhắc nhở ngay. Đợt này đến đây thì tôi thấy là bệnh viện cũng tổ chức rất là chu đáo, mà có quy củ, và thứ hai nữa là về cái lượng người đến là cũng có ý thức hơn trong việc là đến để trong quá trình chờ tiêm phòng dịch. Phòng công tác xã hội chúng tôi ấy, luôn luôn chia sẻ và phổ biến quy tắc 5K cũng như là khai báo y tế trước khi đến tiêm, thì rút ngắn được cái khoảng thời gian tiêm và tăng cái mức độ tuân thủ cái 5K. Đương nhiên có một số anh chị đến tiêm là do thiếu sự hiểu biết nên người ta có thể là chưa tuân thủ đúng lắm, nhưng khi chúng tôi gặp những trường hợp đấy chúng tôi sẽ nhắc nhở và giúp họ là tuân thủ đúng quy tắc 5K, làm sao đảm bảo cái tiêm vaccine nó an toàn nhất và nhanh nhất có thể. Tại các điểm tiêm, việc khai báo y tế trung thực có vai trò hết sức quan trọng. Thực tế đã có nhiều điểm tiêm xuất hiện F0, sau đó toàn bộ điểm tiêm bị phong tỏa. Vì thế, với những người có tiền sử dịch tễ hay các biểu hiện về đường hô hấp, cần phải được sàng lọc kỹ càng tại một khu riêng và thực hiện test COVID-19. Nhân đi thì từ đi về từ các vùng dịch chẳng hạn, những cái ổ dịch hoặc là tiếp xúc với những người nghi nhiễm hoặc là có những cái biểu hiện viêm đường hô hấp thì sẽ vào, tất cả bệnh nhân của bệnh viện sẽ qua cái khu vực sàng lọc, tất cả cái khu vực tiếp đón ở kia, và sẽ hướng dẫn bệnh nhân vào cổng số 2 này, đi theo cổng riêng. Và ở đây chúng tôi sẽ tiến hành sàng lọc những yếu tố nguy cơ về dịch tễ và sẽ có làm những xét nghiệm sàng lọc test nhanh COVID. Nhưng trong trường nào nghi ngờ thì chúng tôi sẽ phải cho vào trong khoa khu vực cách ly để lấy mẫu xét nghiệm PCR. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội sẽ nỗ lực thần tốc nhất, nhận vaccine đến đâu sẽ tổ chức tiêm ngay đến đó để nhanh chóng phủ miễn dịch trong cộng đồng. Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn trong tiêm chủng luôn được đặt lên hàng đầu theo phương châm tiêm đến đâu an toàn đến đó. Bởi nếu chủ quan tại những điểm tiêm có thể là nguy cơ bùng phát một ổ dịch mới. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có quyết định hỗ trợ trẻ em là con sản phụ nhiễm COVID-19 được sinh ra trong giai đoạn từ ngày 27 tháng 4 cho đến 31 tháng 12 năm 2021 được nhận mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên một cháu. Và đồng thời, Bộ cũng hỗ trợ 2 triệu đồng trên một trẻ em mồ côi cha mẹ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha mẹ hoặc do đại dịch COVID-19. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em của Việt Nam đơn giản hóa các thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho trẻ em thuộc đối tượng nêu trên nhận được các chính sách hỗ trợ, nguồn kinh phí chi trả từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam. Theo số liệu thống kê của các địa phương, tính tới ngày 31 tháng 8 năm 2021, đã có 11.822 trẻ em là F0 và 27.334 trẻ em là F1. Dịch bệnh khiến cho trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần, do nhiều em phải học trực tuyến dài ngày, bị suy giảm nguồn nuôi dưỡng. Thậm chí nhiều trẻ em rơi vào tình trạng không có cha mẹ hoặc người thân chăm sóc, do cha mẹ phải điều trị, cách ly hoặc tử vong do nhiễm COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, nhập viện với tâm trạng lo lắng, hoang mang, không biết sống chết như thế nào. Nhưng nhờ nỗ lực cứu chữa hết sức mình của các y bác sĩ, nên mỗi ngày lại có thêm hàng trăm bệnh nhân COVID-19 chiến thắng tử thần, khỏe mạnh trở lại và được về sum họp với gia đình. Niềm vui, hạnh phúc là điều mà chúng ta vẫn có thể cảm nhận được đằng sau lớp khẩu trang, ghi nhận tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An. Người bệnh này hôm nay được xuất viện. Tâm trạng bà rất vui và đang liên hệ với người nhà để thông báo tin vui này. Trước đó bà đã được điều dưỡng trong kiếp trực cắt và buộc tóc gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc được xuất viện. Tôi hồi vô nhập viện tới giờ thì tôi thấy bác sĩ lo rất là chu đáo cho tôi được ngày hôm nay xuất viện. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Còn đối với bệnh nhân này, sau hơn 20 ngày điều trị tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hôm nay chị cũng đã được xuất viện. Trước khi được chuyển tuyến lên đây, chị đã được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 14 trong tình trạng sốt, ho, khó thở. Các y bác sĩ rất nhiệt tình chăm sóc, rất là chu đáo, lo lắng cho bệnh nhân nhiều lắm. Vô tới đây là rất là quý, có mấy bác sĩ ở đây hợp tác xuống hỗ trợ, đây là rất là chu đáo, lo cho mọi người. Các chị muốn nói lời gì với họ không? Bây giờ vô đây là không có gì mà để mà được bác sĩ, chỉ nói với bác sĩ là chúc cho mấy bác sĩ có sức khỏe, tinh thần tốt và lo cho những bệnh nhân tiếp tới. Chúc cho gia đình bác sĩ được nhiều sức khỏe và những bác sĩ đi có nhiều sức khỏe. Tính đến ngày 9 tháng 9, Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương tại Long An đã tiếp nhận và điều trị cho 132 người bệnh mắc COVID-19 nặng và nguy kịch, được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa Long An và các bệnh viện dã chiến trên địa bàn. Sau gần một tháng đi vào hoạt động, với sự tận tâm, tận lực của đội ngũ y bác sĩ, đã có 28 người bệnh đủ điều kiện được xuất viện, gần 40 người tiến triển tốt, có thể xuất viện trong thời gian tới. Xin được chuyển sang điểm tin giao thông số. Thưa quý vị và các bạn, để phục hồi sản xuất, cung ứng dịch vụ thiết yếu, lưu thông hàng hóa, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất sử dụng thẻ xanh COVID-19 để người dân đã tiêm chủng vaccine được phép lưu thông, tham gia các hoạt động lao động sản xuất, sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị sau ngày 15 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giãn cách xã hội gắn liền với thẻ xanh COVID. Sử dụng thẻ xanh COVID cho phép người dân tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch. Đối tượng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất được cấp thẻ xanh COVID đã được tiêm chủng đầy đủ, khi tiêm đúng số mũi, các hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến được mở sau ngày 15 tháng 9. Người tiêm đủ 2 mũi, F0 khỏi bệnh dưới 65 tuổi, không bệnh nền, được đến tham gia các hoạt động tại nơi công cộng, được đi học, đi làm, đi du lịch hoặc đi công tác ở các tỉnh thành nước ngoài. Đối với người tiêm đầy đủ 2 mũi, F0 khỏi bệnh, trên 65 tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, người chỉ tiêm 1 mũi vaccine, được đến tham gia các hoạt động tại nơi công cộng ngoài trời, được đi học, đi làm, nhưng cần bố trí công việc hạn chế tiếp xúc với nhiều người, có thể đi du lịch, đi công tác nội địa, nhưng cần tuân thủ 5K nghiêm ngặt, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua Hà Nội siết chặt việc kiểm soát xe luồng xanh ra vào thủ đô. Điều này khiến cho hàng dài phương tiện tồn tại các chốt kiểm soát dịch số 2 của Hà Nội đặt trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Tình trạng ùn tắc diễn ra ở cả chiều vào và chiều ra và mỗi chiều ùn tắc lên tới cả cây số. Theo đó, chiều qua 9 tháng 9 tại chiều vào Hà Nội, lực lượng chức năng chỉ mở 3 làn xe kiểm soát qua trạm thu phí, trong đó một làn dành cho xe luồng xanh vận tải do thanh tra giao thông phụ trách, làn dành cho các phương tiện khác do cảnh sát giao thông kiểm tra. Tại làn kiểm soát xe luồng xanh, 3 thanh tra giao thông quét mã QR từng phương tiện và kiểm tra hành chính của tài xế. Tuy nhiên, nhiều phương tiện dán mã QR trên cao hoặc mã bị che khuất nên mất rất nhiều thời gian để kiểm tra. Ngoài mã QR luồng xanh, các giấy tờ có liên quan của tài xế cũng được thanh tra giao thông kiểm soát chặt. Việc này được thực hiện sau chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nhằm kiểm soát các phương tiện đi từ vùng dịch và ngăn tình trạng tài xế lợi dụng được cấp mã luồng xanh vận tải để chở người và hàng hóa vi phạm. Một nguyên nhân khác khiến tình trạng ùn tắc trầm trọng là do các tài xế luồng xanh có thể tự thay đổi được lộ trình của xe mình, nên lượng xe dồn vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tăng đột biến. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh ùn tắc tại chốt, Sở sẽ tăng cường lực lượng thanh tra giao thông, mở thêm làn đường.
Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Và một nội dung được nhiều người quan tâm đó là đề xuất của Bộ Công an. Nếu đáp ứng đủ điều kiện, người vi phạm có thể được mang xe về nhà để tự bảo quản, không cần phải lo lắng tình trạng xe hư hỏng trong thời gian bị tạm giữ. Theo đó, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm có một trong hai điều kiện sau đây thì có thể được giao xe để tự bảo quản tại nhà dưới sự quản lý của người có thẩm quyền tạm giữ. Thứ nhất, cá nhân vi phạm có nơi đăng ký thường trú, tạm trú còn thời hạn hoặc giấy xác nhận về nơi công tác, tổ chức vi phạm có địa chỉ hoạt động cụ thể, rõ ràng, đồng thời phải có nơi giữ, bảo quản phương tiện. Thứ hai, người vi phạm có khả năng tài chính đặt tiền bảo lãnh. Nếu thấy đủ điều kiện, người vi phạm làm đơn gửi cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ, ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, đặc điểm của xe, tình trạng nơi dự kiến sẽ dùng để bảo quản xe. Trong thời hạn không quá 3 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ phải xem xét quyết định giao xe cho người vi phạm. Trường hợp không đồng ý thì phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Khi giao xe cho người vi phạm, người có thẩm quyền tạm giữ phải lập biên bản tạm giữ, lấy chứng nhận đăng ký xe để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp người vi phạm đã đặt tiền bảo lãnh. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tại Thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng thị trường thiếu thực phẩm chế biến khô. Giá bột mì, bột gạo tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần gấp đôi so với trước nhưng vẫn khó mua. Nhiều loại mì ăn liền, bún miến phổ biến thì cũng có nguy cơ bị đứt hàng. Nhiều các loại như bột mì, bột gạo tại Thành phố Hồ Chí Minh đang khó tìm mua do đứt hàng cục bộ. Cửa hàng tạp hóa gần nhà đóng cửa hết hàng, đặt hàng online giá tăng vọt gấp đôi nhưng cũng không có hàng. Không chỉ các loại bột, các loại mì ăn liền, bún miến phổ biến dùng trước đây hiện cũng không tìm ra. Nguyên nhân là do nguồn hàng doanh nghiệp dự trữ cho 3-4 tháng đến nay đã hết. Trong khi đó, một số doanh nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất trong điều kiện phòng chống dịch bệnh nên sản lượng chỉ bằng 50% so với lúc trước và cũng chỉ có một nửa số doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu. Ba tại chỗ để duy trì sản xuất. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp đang chờ kế hoạch của thành phố mở cửa dần để khôi phục lại sản xuất, tăng sản lượng lương thực thực phẩm chế biến. Theo thông báo mới của Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 8 tháng 9, các siêu thị, cửa hàng được phép mở cửa hoạt động đến 21 giờ thay vì chỉ giới hạn lúc 18 giờ như tuần vừa qua. Một số siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng giờ hoạt động và cho người tiêu dùng đặt hàng qua mạng. Theo đó, từ ngày 9 tháng 9, các cửa hàng Bách Hóa Xanh sẽ mở cửa từ 6 giờ 30 đến 21 giờ hàng ngày. Việc tăng thời gian hoạt động sẽ giúp cho các cửa hàng có thêm thời gian phục vụ, giao hàng cho khách. Song song với việc đáp ứng nhu cầu mua chung của các tổ dân phố, Bách Hóa Xanh cũng nhận đơn hàng online do người tiêu dùng đặt mua trực tiếp. Tương tự, đại diện hệ thống Sài Gòn Coop cho hay, việc Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các siêu thị được mở cửa hoạt động đến 21 giờ hàng ngày sẽ giúp cho việc phân phối ship hàng đến tay người tiêu dùng nhiều hơn so với trước đây. Và trước đó, siêu thị Lotte Mart tại quận 3 thì cũng thông báo ứng dụng đặt hàng online Speed L hoạt động lại bình thường và sẽ giao hàng tại các phường trên cùng quận cho khách hàng. Hai hệ thống siêu thị Go cũng mở lại ứng dụng đặt hàng cho người tiêu dùng tự chọn, tự đặt mua bên cạnh việc giao hàng theo đơn từ chính quyền địa phương. Từ ngày hôm qua, ngày 9 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy phép đăng ký sẽ được phép hoạt động từ ngày 6 giờ cho đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang về và phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Nhận được thông tin thì hầu hết người dân đều vui mừng vì hoạt động mua bán đã được nới lỏng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VTC, trong ngày hôm qua hầu hết các hàng quán vẫn đang cửa đóng then cài. Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chính thức cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống đi vào hoạt động trở lại dưới hình thức bán mang đi. Tuy nhiên, theo ghi nhận tại nhiều tuyến đường trong ngày hôm nay, số lượng các hàng quán hoạt động trở lại vẫn còn rất ít. Hầu hết các chủ cơ sở kinh doanh đều đang trong tâm lý mơ hồ lo lắng vì chưa nắm rõ bộ tiêu chí và cũng như có nhiều điều kiện chưa kịp đáp ứng để đi vào hoạt động ngay. Mấy chợ nhỏ này không có mở. Chỉ mở cái như giống như mấy chợ lớn thôi, mình phải đi xa, phải có giấy đi đường, phải đợi phường phổ biến cho mình, rồi mình mới dám mở cửa và đi theo chỉ thị của phường. Mình thấy ở trên thông tin mình đang tìm hiểu ở trên mạng là
là phải cần là giấy phép kinh doanh và đăng ký trên ủy ban phường thẩm định cho phép mới được bán. Và 2 ngày Tết một lần á, hiện tại cái chi phí như vậy nó hơi cao quá. Tại vì nhà 3 người mà 3 bộ kích thì nó 2 ngày lần một lần thì nó rất khó. Với hai là cái thằng nguyên liệu vẫn rất cao nên bán giá không được. Theo quy định phát đi từ Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, các hộ kinh doanh phải có đăng ký giấy phép kinh doanh, thực hiện 3 tại chỗ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine và phải xét nghiệm âm tính COVID 2 ngày một lần. Trong khi đó, chi phí nguyên liệu đội lên cao, lượng shipper còn ít, lượng khách chỉ giới hạn trong quận nên việc kinh doanh lại cũng chưa chắc mang lại lợi nhuận. Vậy nên nhiều hộ kinh doanh vẫn chờ thêm thời gian mới quyết định có vận hành trở lại không. Còn đối với những hộ đã hoạt động lại cũng rất thận trọng. Không biết làm sao test nè, test 2 ngày, test một lần thì rất là khó khăn cho mình. Tại vì thu nhập thì bán lại thì cũng chưa có khách nhiều nên là mà 2 ngày test thì mình không có khả năng để làm như vậy. Với shipper thì giờ giá cũng cao lắm, phí ship cao lắm nên người dân người ta cũng ngại lắm. Bán trong mùa dịch nó phải khó khăn hơn chứ, mình phải giãn cách, mình phải an toàn cho mình với an toàn cho khách chứ. Đảm bảo đeo khẩu trang, đeo mặt nạ đồ đàng hoàng. Có xét nghiệm trước khi bán là có xét nghiệm đàng hoàng. Sau một thời gian dài tạm ngừng kinh doanh vì dịch bệnh, hiện các hộ kinh doanh đều mong muốn được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, vẫn cần sự hướng dẫn cụ thể hơn từ Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng như chính quyền các địa phương để những khó khăn được tháo gỡ, hoạt động kinh doanh sớm vào nguồn trong bối cảnh dịch bệnh. Bên cạnh việc cho phép dịch vụ ăn uống bán mang đi, Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho phép bán hàng online, dịch vụ giao nhận trực tuyến được hoạt động trở lại thông qua shipper, doanh nghiệp vận tải. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giấy đi đường của Công an thành phố đã cấp đến hết ngày 15 tháng 9. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh được hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi. Các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức 3 tại chỗ, chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến. Người giao hàng là các đơn vị cung ứng dịch vụ, giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ shipper phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh trên phải đảm bảo điều kiện người lao động đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm nhanh âm tính 2 ngày một lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người. Thưa quý vị và các bạn, phục vụ mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Hà Nội đã đồng ý cho một số loại hình dịch vụ được phép hoạt động trở lại tại những khu vực kiểm soát được dịch bệnh với nguy cơ thấp như là vùng xanh, vùng vàng và nhiều quán bún phở, cửa hàng ăn uống, những đồ dùng thiết yếu tại một số vùng xanh ở huyện Gia Lâm, Hà Nội đã mở cửa trở lại. Dù chỉ được bán mang về nhưng các chủ hàng và người mua đều tỏ ra phấn khởi. Sau gần 2 tháng phải tạm dừng bán hàng vì giãn cách theo chỉ thị 16, việc được mở bán hàng trở lại là niềm vui lớn đối với chị Hòa. Cuộc sống của hai vợ chồng trông chờ cả vào tiệm bánh mì, chút tiền ít ỏi dành dụm được chuẩn bị đón đứa con sắp chào đời đã chi tiêu hết trong thời gian nghỉ bán hàng. Sau gần 2 tháng trời mình không được bán hàng ấy thì mình không có thu nhập nên là cuộc sống thì nó cũng khó khăn hơn ấy ạ. Nên là khi mà được bán hàng trở lại thì em cảm thấy rất là vui ạ. Về trước là tôi suốt ngày rau mới trứng, ở trong nhà thì chỉ có trứng mới để được lâu, thịt lạnh thì để tủ đông đóng mãi, mà đặc biệt là trẻ con không thích anh ạ, ép ăn không được. Bây giờ là được mở mang về này thì những cái món như là gà chiên này thì trẻ con nghe nó rất là thích, là điểm niềm mơ ước đấy ạ. Và mua cho các cháu về là nó thích lắm anh ạ. Và trước kia là suốt ngày trứng rán với cả thịt đông với cả rau thì nó không được tươi lắm anh ạ, nên là thật rất là vui được khi có cái chỉ thị mới 15 này của chính phủ. Dịch bệnh kéo dài đã gây xáo trộn rất lớn đối với những người kinh doanh nhỏ lẻ, bán hàng dịch vụ, bởi nguồn thu nhập đều dựa hết vào việc kinh doanh hàng ngày. Cuộc sống của gia đình làm hết là những việc bán hàng, thế nên là ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của học hành con cái rồi mọi thứ trong gia đình nó bị ảnh hưởng của kinh tế. Cho bán lại này chúng tôi cũng vừa để có tăng thêm thu nhập với lại để vừa phòng chống dịch, cho nên rất là cảm thấy rất là vui. Một số các công trình xây dựng trong các phân vùng xanh cũng đã được phép thi công trở lại. Hơn 100 công nhân tại công trình xây dựng trụ sở huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm đang hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng của công trình trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch.
Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị thi công sốc lại toàn bộ cái nhân lực, cái vật tư vật liệu, xây dựng cái kế hoạch tiến độ thực hiện, và trong quá trình triển khai thực hiện tiếp theo thì chúng tôi thực hiện cái công tác phòng chống dịch theo cái quy định của thành phố và huyện. Hiện nay toàn huyện Gia Lâm có 19 trên 22 xã thuộc vùng xanh được phép hoạt động nới lỏng một số hoạt động để phục vụ sản xuất và hỗ trợ vùng 1 chống dịch COVID-19. Đây là một trong những khu vực thuộc vùng 2 được phân cách bởi hệ thống sông Hồng, sông Đuống, với quyết tâm Hà Nội sẽ sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống sớm trở lại bình thường. Phường đã có xem xét và quyết định cho mở rộng một số cái phạm vi hoạt động. Ở đây thì ngoài cái giá trị về kinh tế một phần, nhưng tôi nghĩ cái giá trị xã hội rất lớn. Nhân dân cũng thấy rằng việc cái phòng chống dịch và kiểm soát dịch bệnh của Hà Nội chúng ta và của Gia Lâm đã có những cái bước chuyển tích cực. Cái cơ chế thực hiện của cái vùng 2 này được thực hiện theo cái chỉ thị 15 cộng. Đấy, 10 năm và có thực hiện thêm một số các cái giải pháp mạnh hơn để kiểm soát theo cái đặc thù của cái vùng 2 này, liên quan đến cái vấn đề về quản lý đô thị, liên quan đến vấn đề về sản xuất. Kiểm soát chặt vùng đỏ, tăng cường các giải pháp giữ vững và mở rộng vùng xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống kinh doanh. Đây là cách làm mà huyện Gia Lâm cũng như nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang áp dụng để vừa đảm bảo các quy định phòng chống dịch, vừa nhanh chóng đưa địa phương trở lại giai đoạn bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 9, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi chi nhánh công ty cổ phần Esco Việt Nam tại Bình Dương báo cáo rõ vụ việc nghi vấn mì Hảo Hảo chứa chất cấm theo cảnh báo của cơ quan an toàn thực phẩm Iceland. Theo đó, Sở Công Thương Bình Dương đề nghị công ty cổ phần Esco báo cáo rõ việc nghi vấn mì Hảo Hảo chứa chất cấm theo cảnh báo của cơ quan an toàn thực phẩm Iceland, nêu quy trình sản xuất, sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với sản phẩm mì Hảo Hảo, miến gút. Sở Công Thương Bình Dương cũng đề nghị cung cấp toàn bộ danh mục và hồ sơ công bố tất cả các sản phẩm do công ty cổ phần Esco Việt Nam đang phân phối trong và ngoài nước. Trước đó, cơ quan an toàn thực phẩm của Iceland thông báo thu hồi các lô sản phẩm mì ăn liền, hương tôm chua cay nhãn hiệu Hảo Hảo và miến ăn liền, hương sườn non nhãn hiệu gút do phát hiện thuốc bảo vệ thực vật ethylene oxide không được phép sử dụng tại châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa nới lỏng một số hoạt động kinh doanh, trong đó cho phép hoạt động du lịch nội địa của tỉnh mở cửa trở lại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tại các điểm tham quan du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch từ 2 sao trở lên, lưu trú không quá 2 người trên một phòng, công suất không quá 50%. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đồng ý cho các hoạt động trở lại một số dịch vụ như tập luyện thể dục thể thao. Đối với hoạt động thể dục thể thao trong nhà, chỉ áp dụng tối đa 50% số người so với ngày thường. Tạm ngưng thực hiện các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trong phạm vi nội tỉnh, trong đó duy trì các chốt phục vụ cách ly, địa bàn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và chốt tại huyện Đạ The giáp với huyện Đạ Hoai. Động thái này của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân giảm bớt khó khăn, thiệt hại. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công Thương vừa đưa ra những lưu ý đối với những người tiêu dùng khi ký kết thỏa thuận đặt cọc mua căn hộ chung cư. Bộ Công Thương lưu ý người dân nên tìm hiểu về việc nhận đặt cọc, đồng thời yêu cầu cung cấp một số hồ sơ liên quan đến dự án. Theo đó, liên quan tới các giao dịch đặt cọc mua bán căn hộ chung cư, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng lưu ý người dân cần tìm hiểu rõ địa vị pháp lý của bên nhận đặt cọc, bên bán hàng trong mối quan hệ với chủ đầu tư. Ngoài thông tin do nhận bên đặt cọc, bên bán hàng cung cấp, cần đề nghị cung cấp các giấy tờ, chứng minh cũng như kiểm tra lại thông tin từ kênh của chủ đầu tư. Ngoài những người dân cần phải tìm hiểu thêm thông tin chính thức về dự án và căn hộ từ kênh chủ đầu tư, và từ các hồ sơ pháp lý tùy từng giai đoạn, không vội vàng đặt cọc dựa trên những thông tin một chiều do các đơn vị trung gian cung cấp, đồng thời yêu cầu cung cấp dự thảo hợp đồng mua bán của chủ đầu tư và đính kèm của nó một phần không tách rời của giấy tờ được đặt cọc. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nghiên cứu kỹ nội dung của giấy tờ đặt cọc để đảm bảo chế tài xử lý vi phạm. Đặc biệt là cân nhắc thật kỹ trong trường hợp có nội dung bất lợi về xử lý vi phạm hợp đồng của các bên như không cho phép bên đặt cọc chấm dứt hợp đồng hay chế tài đối với bên đặt cọc nặng hơn.
Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Dịch bệnh liên tiếp cùng với việc giá vật tư thức ăn chăn nuôi tăng quá cao khiến cho nhiều hộ chăn nuôi rơi vào cảnh trắng tay nợ nần. Đây là nội dung sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.